Cái này một chút nữa tí đổ luôn à anh, cái này này. Tối, cái này mình là làm tăng ca đêm luôn đúng không anh? Vâng. Tăng ca đêm để nhanh kịp tiến độ đấy anh nhỉ. À mà cho em hỏi chút, ngôi nhà này nó là khoảng tầm bao nhiêu mét vuông anh nhỉ? Khoảng 90 mét vuông. 90 mét vuông ạ. Vâng. Cái này là hai phòng ngủ đúng không ạ? Hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ, nhà tắm, nhà vệ sinh. Vâng ạ. Nhà vệ sinh đây đúng không ạ? Vâng. Còn là bếp ở đây. Vâng. Còn là kia là gọi là phòng khách. Xin chào các bác nhé. Hiện tại bây giờ anh Nhiệm lại tiếp tục có mặt ở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà các bác ạ. Khi nãy là anh Nhiệm mà cùng theo chân là người dân thì vào trong cái khu nghĩa trang, nghĩa địa chỗ là chôn cất là 17 là thi thể các bác ạ, trong vụ sạt lở ở thôn Nậm Tông đấy. Anh Nhiệm bây giờ lại tiếp tục có mặt ở trên khu tái định cư Nậm Tông đây để cập nhật tình hình tiến độ thi công những ngôi nhà ở đây để cho các bác cũng biết các bác này. Vào một buổi chiều cũng gần tối rồi các bác, thời tiết cũng khá là nóng luôn. Các bác nhìn thấy không? Mặt trời nhìn chuẩn bị là xuống là chuẩn bị là hoàng, chuẩn bị là đón là bình minh rồi các bác ạ, rất là đẹp luôn. Ở trên cao này view và nhìn xuống thì không phải nói là các bác gọi là tuyệt vời luôn. Ở trên này mà gió vi vu. Tuy là thời tiết trời nắng như này thôi các bác, nhưng cảm giác là những cơn gió ở trên cao này nó thổi vào cảm giác là cũng mát, cũng dịu đi rất là nhiều luôn. Anh Nhiệm lại tiếp tục có mặt là ở trên là cái khu đồi trên cao nhất. Ở trên đây là nơi đây là 11 ngôi nhà các bác. Trước đây anh Nhiệm đính chính lại đây, đó là 10 ngôi nhà của là 10 hộ dân ở đây.
với lại là một cái ngôi nhà cộng đồng, ngôi nhà tập thể, ngôi nhà cộng đồng đấy các bác, như là ngôi nhà là văn hóa đấy, của là thôn đấy. Đây, tiến độ công trình thì bây giờ đang diễn ra, các bác công nhân thì vẫn còn đang miệt mài vào những công việc của mình để lên là những cái tường cho là những cái ngôi nhà đấy các bác này. Đó, anh Nhiệm sẽ đi vòng vòng chỗ này xong, sau một chút nữa thì anh Nhiệm lại tiếp tục xuống bên dưới đi, lại ghi hình để cho các bác còn biết các bác nhá. Đây các bác này, xây bằng những viên gạch đỏ nhìn rất là chắc chắn luôn. Rất là nhiều các bác công nhân ở đây này các bác này, đang là gấp rút để làm cho nó nhanh kịp cái tiến độ đấy. Cũng giống như là ở bên khu tái định cư Làng Nủ, khu tái định cư Kho Vàng. Mỗi nơi là cũng là các đội thợ rất là hùng hậu luôn để mà làm luôn. Rồi, em chào các anh nhá. Vâng. Đây, ngôi nhà đang chuẩn bị là lắp ghép này, chuẩn bị vào là đổ cái móng nhà các bác ạ. Còn anh đây đang cắt là những cái tấm ván để mà kè vào đây các bác. Các bác, các anh kỹ sư cũng có mặt đây luôn này. Em chào anh. Cái này một chút nữa tí đổ luôn à anh, cái này này. Tối, cái này mình là làm tăng ca đêm luôn đúng không anh? Vâng. Tăng ca đêm để nhanh kịp tiến độ đấy anh nhỉ. À mà cho em hỏi chút, cái ngôi nhà này nó là khoảng tầm bao nhiêu mét vuông anh nhỉ? Khoảng gần 90 mét vuông. 90 mét vuông ạ. Vâng. Cái này là hai phòng ngủ đúng không ạ? Hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ, nhà tắm, nhà vệ sinh. Vâng ạ. Nhà vệ sinh đây đúng không ạ? Vâng. Còn là bếp ở đây. Vâng. Còn là kia là gọi là phòng khách. Vâng. Wow, quá ok luôn các bác. Đây, anh đây thì anh cũng gọi là ở bên kỹ thuật, kỹ sư ở đây rồi các bác này. Dạ vâng. Tiến độ nhanh, rất là nhiều là các bác thợ ở đây. Thời tiết cho dù có nắng, có mưa, có như nào nhưng vẫn không quản ngại được à các bác tiến độ làm. Xong là nhìn nhà, nhìn rất là rộng luôn này các bác này. 90 mét vuông. Tiếp tục là những cái ngôi nhà lại tiếp tục lại lên, đổ cột lên như này. Vâng, cái này trộn vào cho bị múc lên đổ đây các bác nhé. Ở bên này này các bác thì vẫn còn đang đo, với lại bắt đầu là những là cái cốt thép lên rồi, bắt đầu là đổ các bác ạ. Họ anh Nhiệm sang bên này thì để ghi quanh quanh để cho các bác cũng biết đây các bác này.
Anh ơi cho em hỏi tí là cái ngôi nhà là cộng đồng là ở đâu anh nhỉ? À ngôi nhà bên kia nhất đúng không ạ? Cái ngôi nhà văn hóa đúng không ạ? Ở đây các bác. Ở bên này là 10 căn nhà, ở bên này là đều là nhà của người dân hết các bác nhé. Còn ngôi nhà này hiện tại bây giờ đang lên cốt thép như này. Không gian nó rộng hơn như này các bác. Cái này là cái ngôi nhà cộng đồng, là cái nhà văn hóa là của là thôn ở đây đây các bác. Anh Nhiệm cũng tìm hiểu, cũng hỏi là mọi người dân thì cũng mọi người dân ở quanh quanh ở đây các bác, để cũng có thể là về sau cũng sẽ là cái di rời hết lên cái chỗ khu này các bác này, không riêng là 15 ngôi nhà đâu các bác nhé, còn là thêm là các hộ gia đình khác nữa cũng sẽ là di chuyển, di rời, được di rời đến đây này các bác, nhưng được chỉ có là được là cho phép là nền thôi, còn cái ngôi nhà tự xây lên lúc đấy thì những cái hộ gia đình mà chưa bị thiệt hại gì nhiều các bác, đấy là những hộ gia đình đấy tự khác là sẽ là bỏ tiền ra để mà gọi là xây lên đấy, để ở cùng với mọi người ở đây luôn cho nó gọi an toàn đấy, gọi là cả khu đấy. Anh thôi các bác nhé, anh Nhiệm mà bên trên này anh Nhiệm cũng quay ghi hình rồi các bác ạ. Anh Nhiệm sẽ tiếp tục di chuyển lên bên dưới này để cho các bác quay ghi hình một chút nữa để cho các bác còn biết các bác này. Bên bên này là những con máy lu đang làm cái tuyến đường để thông ra bên ngoài, đường bên ngoài đây. Thời tiết rất là nắng và lại chói nữa các bác ạ. Sau đó đào múc là những đất đá bên kia về để đổ đây để lu làm cái con đường mới vào đây. Những đống sỏi các bác này rất là to luôn. Ở bên này này các bác này, những cái ống to như này này, cái này sẽ là dẫn một cái nguồn nước nào đấy ở cái khe nước ấy, to để về cho là bà con sinh hoạt ở đây sẽ là có cái đến đây chắc là sẽ có những cái bể xong đầu là sẽ chia ra là những hộ gia đình các bác ạ. Đó, bên này thì mọi người vẫn là đang đi làm. Anh Nhiệm qua bên này một chút các bác nhé. Hình như ở bên kia là những là đường ống các thứ gì cũng là bắt đầu là đến rồi đây các bác, chuẩn bị xong là sẽ vào làm công trình phụ luôn kìa các bác kìa, dưới kia kìa.
Rồi anh Nhiệm di chuyển sang bên này các bác này, những cái chỗ này là chắc là cái bắt đầu để chuẩn bị là hạ thế là cái đường điện xuống như này này. Bên kia mấy cái cột kìa các bác kìa. Chuẩn bị là sẽ là kéo điện ở dưới kia lên. Đó, bên này đã Nhiệm bắt máy để cho các bác biết. Xa xa bên kia những đồi bên kia kìa. Toàn là màu trắng của cái sạt lở không? Có biết khi nào thời gian bao lâu lúc đấy những cái chỗ sạt lở kia lại cây cối với mọc lên được các bác, với có lại tiếp tục phủ một cái màu xanh. Còn bên đây là để cho là bên chỗ là các bác bên là Bộ Quốc phòng binh đoàn 12 là ở sinh hoạt, bắt đầu với lại là xong cái công việc của mình các bác. Ở bên kia anh Nhiệm thấy rất là nhiều là những cái ống, những cái ống là của hệ thống là nhà tắm này, nhà vệ sinh như này. Đó, ống bể phốt, ống dẫn rác thải các bác ạ. Đây các bác ạ, theo đường để di chuyển ra đây. Anh Nhiệm bây giờ sẽ là theo đường này di chuyển ra các bác nhé. Không ạ. Cũng là cập nhật cũng là đến vậy thôi. Cũng là không có cái gì. Cũng là tiến độ thi công thì vẫn đang làm đó các bác. Tầm khoảng một thời gian nữa anh Nhiệm sẽ quay lại. Có cái gì lúc đấy thì sẽ cập nhật để cho các bác cũng biết nhé. Chiếc máy lưu các bác, lưu cái đoạn đường bóng. Đây các bác, những cái cột sẽ kéo điện kìa, từ bên dưới kia lên kìa các bác kìa. Đã được chôn hết điện, cái dây điện đây hết rồi như này. À, chôn là những cái cột điện hết như này rồi các bác này. Cái đường đường lưu qua này các bác này, bóng loáng luôn, rất là đẹp luôn. Cái này lưu xong cái này là chuẩn bị bắt đầu vào đổ rồi đấy. Giờ này cũng gần tối rồi các bác ạ. Anh Nhiệm mà cũng xin phép di chuyển về đây các bác cập nhật vậy thôi. Về sau là một thời gian nữa có những cái gì mới nữa anh Nhiệm lại tiếp tục cập nhật để cho các bác cũng biết nhé.